luôn từ startup, bản thân từ đấy nó là một từ ghép. Start mình hiểu ở đây nó là bắt đầu, là khởi đầu. Vậy start ở đây nếu như nó là bản thân nó là một từ ghép thì chắc chắn nó là một từ của cụm từ start business, nghĩa là bắt đầu kinh doanh. Nhưng từ up đó bản thân nó chính là đuôi sau của từ scale up. Scale có nghĩa là nhân rộng, là chính là cái từ bạn đột phá của bạn đấy đó. Và muốn có thể scale up được thì bản thân nó cũng phải đột phá thì nó mới scale up, nhân rộng mô hình nhanh đó. Thì hai cái từ này start business và scale up thì nó nhân cộng vào với nhau thì nó ra được cái từ startup. Nên bản chất cái từ startup mình hiểu định nghĩa ở đây đó gì, nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh và mô hình kinh doanh đó có khả năng nhân rộng được thì đó chính là startup đó. Còn mô hình đó nó có mới, nó có tốt và bản thân nó có đột phá thì nó mới đảm bảo được yếu tố scale up được đấy. Cái hiểu định nghĩa nó rất đơn giản là như vậy. Thì câu chuyện với startup thì nó sẽ có rất nhiều các trường phái, cũng như là theo thuật ngữ của Israel hay là của Nhật hay là của Sinh, mỗi đất nước sẽ có một bản chất định nghĩa về startup nó hơi khác nhau. Tuy nhiên về chung thì nó rất giống nhau, đó là tạo ra những điều mới trong xã hội mà nền kinh tế đó chưa có. Thì cái câu chuyện rằng là ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau ở đây, ở giảng đường này, anh nghĩ đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi. Vì bản thân thì anh cũng chia sẻ với rất nhiều các trường đại học. Thì hôm nay được lần đầu tiên về với trường đại học Thăng Long thì anh cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Nói về khởi nghiệp thì ai cũng rất mong muốn rằng là mình có thể tạo nên một cái cơ hội riêng hay là sự nghiệp riêng cho chính mình. Nhưng em hiểu nhé, khi mà mình mở một cái quán cà phê ấy, hay mở một cái cửa hàng nhỏ ấy, thì em nhớ nhé, nhiều bạn lại cứ nói rằng là em đang startup. Với em có thể nói là em đang khởi nghiệp là đúng, nhưng mô hình của em có gọi là startup hay không thì là chưa đúng, vì bản thân nó phải đảm bảo cái tiêu chí scale up ở đây. Nếu mô hình của em không scale up được thì em nên nhớ cái đấy em sẽ không được gọi nó là startup, mà đơn giản em chỉ gọi là bắt đầu khởi sự kinh doanh mà thôi đó. Mình hiểu đúng về bản chất thì em sẽ hiểu đấy là vì lý do vì sao mà nhiều người cứ bảo là startup là phải thêm một yếu tố công nghệ. Em cứ hiểu là thực ra thì startup bản chất có công nghệ hay không có công nghệ thì vẫn không sao. Tuy nhiên công nghệ nó chỉ là công cụ để giúp cho startup đấy nó có khả năng scale up nhanh hơn với đảm bảo đúng cái tiêu chí của scale up. Thì như vậy nó mới vì sao mà các em cứ thấy là vì sao mà bây giờ nó có rất nhiều các thuật ngữ. Ví dụ như là EdTech, EdTech các bạn biết từ EdTech, EdTech là viết tắt của từ Education Tech, nghĩa là khởi nghiệp trong ngành giáo dục về công nghệ, đưa công nghệ vào trong ngành giáo dục là EdTech. Hay là đơn giản như là các ngành, ví dụ như là em có thể đưa vào các ngành như là về food này thì F&B đúng không, F&B cũng có thể được, thì F&B nó có thể là đưa ra các mô hình chuỗi đó. Thì đấy, thì đấy chính là những cái câu chuyện của startup. Thì mỗi mô hình nó có một cái hay riêng của nó. Quan trọng với sinh viên ấy, anh chỉ nghĩ như này, các bạn không biết là các bạn ở đây thì lúc nãy anh có câu hỏi đầu tiên là dành cho các bạn là các bạn có thực sự mong muốn khởi nghiệp hay không, thì anh cũng chia sẻ câu chuyện của anh trước khi mà phần anh sẽ chia sẻ về nội dung về startup, về cơ hội và thách thức. Thì bản thân anh cũng là sinh viên của trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi mà đến năm thứ với năm thứ nhất ấy, thì thực tế rằng là hồi đấy đang là sinh viên ấy, thì anh cũng đã rất là máu kinh doanh rồi, muốn tập tuệ vào cái gì đó. Thì những cái công việc đầu tiên của anh mới khởi nghiệp ấy, đi vào lao vào start business thôi, lúc đấy không gọi là startup đâu, chỉ gọi là bắt đầu khởi sự kinh doanh thôi, là liên quan đến thời đó là cách đây cũng phải hơn chục năm rồi. Thì hồi đó anh bắt đầu gọi là bán đĩa, gọi là bán đĩa tiếng Anh. Bây giờ thì chắc là không thể bán được nữa đâu, tại vì bây giờ anh không dùng đĩa nữa rồi, bây giờ toàn dùng smartphone hết rồi. Nên thời ngày xưa anh ấy thì không có smartphone, mọi người chủ yếu là nghe MP3 thôi, nên và nghe đài radio các thứ thôi, nên là cái việc bán đĩa tiếng Anh ấy, học ngoại ngữ ấy, thì nó lại rất là phổ biến. Và anh bắt đầu với công việc đó là những công việc đầu tiên khi mới đang là sinh viên năm nhất. Và những công việc tưởng chừng là rất là nhỏ mọn như thế thôi, nhưng nó lại giúp cho cái việc là mình bắt đầu có thu nhập, những thu nhập đầu tiên, và bắt đầu nó đi vào cái hành trình kinh doanh của mình, bắt đầu cảm thấy là vừa bán nhưng cũng vừa vui, vì giúp cho các bạn sinh viên có cái cơ hội, cái gọi là cái công cụ để học tập đó. Thì mình cảm thấy cần thì tất nhiên là bạn mình cũng cần, từ bạn mình cần mình lại để ra rất nhiều các bạn sinh viên khác trong trường cũng cần. Thế xong rồi bán sinh viên trường mình xong rồi thì bắt đầu bán trên gọi là ngày xưa là blog 360 hộ
thì đấy, bán qua kênh đấy, không có Facebook như bây giờ đâu. Đó, thì anh cũng nói đơn giản cho em hiểu là kinh doanh ấy, nó thực ra nó đi từ chính nhu cầu của chính các em, chứ nó không cần phải đi quá xa vời là em cứ phải ngồi viển vông nghĩ về cái gì. Quan trọng là các em đang cần ấy, các em đang nghĩ rằng là các em đang rất cần cái đấy, bản thân em cần thì chắc chắn người khác cũng cần. Và nếu rằng là thị trường chưa có mà em dám làm thì chắc chắn em sẽ thành công được. Đó, thì